cả các pháp đều giống như nhau. Ổng tu ổng chọn hạnh đầu đà, đó là quyền của người ta. Tụi con nên thương người ta, chứ tụi con không nên chỉ trích người ta. Đúng cũng của người ta, sai cũng của người ta. Bây giờ tụi con nói sai thì tụi con mang cái khẩu nghiệp, mà tụi khen khen đúng thì tụi con cũng chẳng có gì. Tụi con phải nhìn về cái đây. Nên người tu con ha, câm đuôi và điếc nó nằm chỗ này. Dòm thấy người ta đó đó sư đi đúng đường đó, sư đi tìm cái đại thừa đó, thì mình tự động thưa con tu đi, con tìm con cũng thành Phật, cũng y như quý vị vậy thôi. Tất cả mọi người nó dạng pháp đó con nghe, chứ không phải riêng một pháp nào hết. Đúng đường tụi con tạo cái phước cho thân và cái thân của tụi con. Nên ở đây sư không nhận thì làm gì tụi con có phước, mà tại sao tụi con đem chạy theo cái đó cũng dường sư tu sư thành Phật, tụi con tu tụi con thành Phật. Tại con tụi con cứ lao theo cái hữu hình mà không quay về chân tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây thầy chỉ giải chân lý, chứ thầy không bắt buộc gì ai hết. Đây là chân pháp, pháp này là lý của Đức Bổn Sư Thích Ca. Thì bây giờ ông sư đó, ông đi tu để ông tìm đường giác ngộ, thầy thương các con còn nhiều hơn ông rất là nhiều. Bởi vì ông tu ông sẽ đi đến, còn các con chỉ dòm thấy các con lao theo, nên thầy thương các con rất là nhiều. Vì các con cứ mê theo cái đẹp, cái hình bóng bên ngoài cái đông, mà không thấy rằng ông Phật tâm của mình. Các con ha. Nên ở đây con bố thí ông nhận thì con có phước. Tại sao tụi con không bố thí giúp đỡ cho những người nghèo, những người khổ, những bà lão đi dọc đường? Tụi con cho chai nước bả gì, tụi con cũng độ. Khi tâm con thà là Phật, tất cả các pháp đều giống như nhau. Ổng tu ổng chọn hạnh đầu đà, đó là quyền của người ta. Tụi con nên thương người ta, chứ tụi con không nên chỉ trích người ta. Đúng cũng của người ta, sai cũng của người ta. Bây giờ tụi con nói sai thì tụi con mang cái khẩu nghiệp, mà tụi khen khen đúng thì tụi con cũng chẳng có gì. Tụi con phải nhìn về cái đây. Nên người tu con ha, câm đuôi và điếc nó nằm chỗ này. Dòm thấy người ta đó đó sư đi đúng đường đó, sư đi tìm cái đại thừa đó, thì mình tự động thưa con tu đi, con tìm con cũng thành Phật, cũng y như quý vị vậy thôi. Tất cả mọi người nó dạng pháp đó con nghe, chứ không phải riêng một pháp nào hết. Ở đây ông chọn pháp môn đó, cực khổ hạnh đó là đi tu 49 năm của Đức Bổn Sư. Đúng, mà thầy giải ở đây là thầy giải một trong 49 ngày của Đức Bổn Sư đắc đạo thành Phật. Cái đại thừa nó nằm chỗ này. Cái đại thừa là cái mặt mà sư Minh Tuệ đang đi tìm cái mặt, cái chân lý chỗ đó đó. Thầy giải một trong 49 ngày, ổng đi tìm một trong 49 ngày đây. A Di Đà Phật, nên hỏi đúng hay không? Thì thầy nói ổng đi đúng. Nên hỏi thương không? Thương lắm chứ, thầy thương tất cả. Người tu là tu hành khổ hạnh mà sao thương được các con. Hỏi thương nhiều không? Thầy thương rất là nhiều, mà thầy thương các con còn nhiều gấp dăm gấp dạng lần ổng nữa. Bởi vì ổng tu ổng sẽ đến, ổng sẽ đi, ổng sẽ thành Phật. Ổng tu một thời gian ổng sẽ thành đắc đạo. Còn tụi con không thấy đường đi, tụi con lặng hụt trong 36 đường luân hồi đây, thầy thương các con còn rớt nước mắt hơn nữa kìa. Tụi con cứ lao theo cái hữu hình mà tụi con không quay về đây, y chang như vậy. Tụi con y có khác gì đâu, thầy giải tụi con thấy. Tụi con thấy vô chùa tu lại hoài ông Phật bên Tây Phương, tụi con đốt nhang tụi con lại hoài bên Phật Tây Phương. Mấy chục năm nay, 60 năm tụi con có thành Phật đâu. Mà tại sao? Mà sao tụi con không nhìn về trong tâm của mình? Tu là gì? Tu là sửa. Tụi con lao theo ông Phật hoài mà tụi con không từ bi cho các bản thân. Bây giờ thầy giải tiếp. Hỏi bây giờ, bởi vì cái đường tu hạnh đầu đà đó là cái hạnh đó đó. Mà bây giờ hỏi giờ sư có từ bi, có đại từ bi chưa? Thì bây giờ thầy chỉ ghi chỗ này, thầy giải thôi chứ thầy không dám chỉ trích đấy à. Con nhìn rõ nè, bài chỗ này nó mới rất quan trọng. Nói từ bi với mọi người, bởi vì sư đang đi nên sư chưa thấy được cái chân lý nó nằm chỗ này nè. Tại sao từ bi với mọi người, đi tìm cái từ bi, ban từ bi với mọi người mà không từ bi với cái bản thân của mình? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây từ bi
không nhờ cái bản thân của mình thì làm gì mình đi đắc đạo thành Phật. Nên ở đây á, thầy nó chỉ rõ cho con thấy, trước khi con tu thành Phật, con phải đền ơn cho cái thân của con này. Đây là gì? Bệnh con phải uống thuốc để chi cho thân mạnh này là chiếc xuồng mới đưa con đến bờ giác được. Không có cái thân này thì làm gì tụi con đi được để tu. A Di Đà Phật. Trước nhất cái con báo hiếu cho, trả cho cái thân này, con phải báo hiếu cho người sinh thành con ra. A Di Đà Phật. Đó là cha mẹ mình là Phật không đó các con. Bán thân nuôi cho các con từ già tới lưng còm mỏi rồi tụi con không nhìn thấy được. Đó, khi cha mẹ đã bỏ rồi, khi đã ra viên mãn rồi, tụi con đi đi hành pháp thành đạo gì cũng được hết. Mà cha mẹ còn, tụi con nên báo hiếu. Rồi đền ơn cho cái thân này, đây là từ bi. Bây giờ tại sao cái thân này, tụi con không đền ơn cho cái thân này, mà tụi con phải hủy hoại? Vì tụi con đang đi tu, tụi con chưa thấy được chỗ này. Đi tu thêm 49 năm nên tụi con chưa giác ngộ, tụi con chưa thấy được. Đây là hành cái thân. Chân phải đi ngoài đường, đạp dưới đất nóng, miễn chai, miễn đồ, nắng trên đầu, đầu trọc, tu mà buông xả. Nhưng mà đây là cái hạnh đầu đà, nên quân tập, vì đi tu không thấy được cái đại từ đại bi. Đại từ đại bi là gì? Nên phải đi ngồi ở giữa chỗ này chỗ kia mà không lo cho cái thân lỡ trúng gió, hoặc là này kia đồ, bệnh chết rồi làm sao ông tu cũng tới niết bàn. Bổn sư thấy được chỗ này nên bổn sư mới uống bình sữa, nên tắm gội lại. Để chi? Để giảng pháp, để giải lại chân lý. Mà chân lý hiện tại giờ trong những cuốn kinh còn để lại cho con, cho các con này. Khi bổn sư uống nhờ bát sữa đó, bổn sư đi tắm rửa, gội đầu, làm lại sạch sẽ thân mới đi quần khai đạo pháp là 49 ngày. Thầy giải ở đây là trong một 49 ngày, chứ thầy không nói vậy kia. Hỏi sư đi đúng không? Thầy nói đúng, đi hạnh đầu đà là đúng hết. Nhưng mà đại từ bi nó nằm chỗ này. Tại sao sư không thương cái bản thân mà sư phải đi nắng, đi mưa, đi làm gì? Lỡ khi gió trở trời, càng khôn quay này sư không có chống lại nổi. Càng khôn này, tất cả trong cái bầu trời này là nằm trong cái càng khôn, càng khảm, cấn, chấn, ly, khôn đòi của Ngọc Hoàng Thượng Đế để tạo ra trong cái cõi này. Thì dù ông có thành Phật tại thế gian này, ông cũng không chống chọi được với cái càng khôn. Ông phải đi theo cái càng khôn. Nhưng mình đi nghịch lại cái càng khôn là mình hiểu được cái chân lý và chân pháp. Còn ở đây, trái gió trở trời, ông không bao giờ ông chống đợi nổi. Từ bi ở đây là gì? Từ bi là con phải thương cho cái bản thân. Con phải lo cho cái bản thân. Vì có cái bản thân này tụi con mới tu thành Phật được. Không có bản thân này tụi con tu không có thành Phật được. Rồi bây giờ từ bi và đại từ bi chỗ nào? Một là tu an nhiên tự tại. Thầy nói cái an nhiên tự tại là sư Minh Tuệ đang đi tìm cái an nhiên tự tại. Mà an nhiên tự tại đó là gì? Không buộc, đói ăn, khát uống. Đó mới an nhiên tự tại. Còn cái này bây giờ con buộc một ngày ăn một bữa, đó là cái hạnh đậu đà, cái hạnh mới vừa tu trong một 49 năm mấy con nghe. Tu an nhiên tự tại là gì? Đói ăn, khát uống, không chấp, không cầu mới là buông xả. Không nhận được của Đà Na Thí Chủ hết thì đó là cái lỗi của người tu. Bởi vì con á, khi con đắc đạo rồi con phải ban phước cho chúng sanh. Ở đây khi con đắc đạo con mới thấy không dám nhận tiền của chúng sanh là thiếu cái phước, thiếu cái đức, chưa đủ hạnh để tu. Mà khi con nhận tiền của chúng sinh đó là con ăn. Nếu con á, là người tu chân chính thì con chỉ cho ra. Nên khi con còn đi tu con cũng không dám nhận tiền ai nữa. Sự thật tu nghèo dữ lắm, tu nghèo lắm các con. Mà khi con đắc quả thành Phật rồi con mới dám nhận tiền. Nhận tiền của chúng sinh là gì? Đồng tiền của các con làm cơ khổ. Thì nhận tiền của các thân là gì? Là chia phần tu, chia phần công đức của lệ của thầy, của những người tu chân chính để cho các con. Ở đây thầy chỉ giải những người tu chân chánh, chứ thầy không dám chỉ trích gì những người tu. Người ta muốn nhu cầu cho bản thân đó là người ta sa đọa địa ngục, quyền của người ta. Ở đây người ta tu, người ta chứng ta đó. Mà khi con giờ con thấy một người sai như vậy, con nói thì con đã tổn phước rồi, con đã biết lỗi rồi. Không, con không có xử được ai hết. Mà con nói, tu con tự chứng tự đắc thiệt, tự con nói người ta là tự động con đem cái quả đến cho con. Nên thầy khuyên rằng nếu những người tu chân chính nghe được những bài pháp này với các Phật tử, Phật tử là con của Phật, nên quay về chân tâm bổn tạng, đừng chạy theo bề ngoài mà quay về ông Phật tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tụi con không hiểu, tụi con cứ lao theo phái đông không mà tụi con bỏ ông Phật tâm.
tụi con cứ đi theo dòm thấy, tụi con quỳ lại ngoài nắng, tụi con lại là quyền của các con. Nhưng mà ổng có nhận hay không là quyền mà ổng đâu có kêu tụi con đâu à, tại vì tự động tụi con cứ lao theo rồi. A Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người ta tu đi đúng đường, nhưng mà người ta đang đi tìm đường tu các con ơi. Người ta tu thì người ta đến, người ta thành Phật. Các con tu, các con cũng thành Phật được như người ta hết, chứ không phải gì hết. Pháp môn của người ta chọn pháp môn đó. Nên ở đây á, cõi Tây Phương có rất nhiều chư Phật, mỗi một người chọn một pháp môn tu khác nhau. Tụi con á, cái hạnh của người ta như vậy, tụi con muốn theo hạnh người ta cũng không được. Thế coi nha. Nên á, ông đó thì ông tu về cái hạnh Đầu Đà đó. Ngài Đại Từ Đại Bi tu theo cái hạnh Ngài Đại Từ Đại Bi của Ngài Quan Thế Âm ở đây. Tại sao có bài pháp trước mắt tụi con, tụi con định lại tụi con sẽ thấy. Ngày xưa bộ Ngài Quan Thế Âm, Ngài vì thương chúng sanh, Ngài lãnh cái án thế cho thị kính, thị mậu. Để chi? Để cho Ngài chịu, Ngài là nữ mà nói, Ngài là nam, để chi? Để nuôi đứa bé đó, để tu tới khi Ngài bỏ xác lại thì Ngài cũng thành Phật. Đó là pháp môn của Ngài Quán Thế Âm. Nên tu đó là tu cái Đại Thừa, chấp nhận chịu để xả thân này phục vụ cho chúng sanh. Thế con ha, thì bây giờ tụi con có chạy theo hoài Sư Vinh Tuệ, tụi con cứ lao theo hoài, tụi con có không thành Phật. Tụi con không chịu tu sao thành Phật? Tới Bổn Sư Thích Ca, tụi con lao theo ổng hoài, tụi con không thành Phật. Bởi vì tụi con không tu là tụi con không hiểu cái chân lý. Tụi con không có đại từ, đại bi để phổ độ chúng sanh. Là gì? Tu là gì? Tu là mình sửa cái chuyện sai mình không làm nữa. Mà cái chuyện từ bi mình nên giúp đỡ, chia sẻ muốn ăn cho người ta. Thế con à, còn ở đây thầy nói lại, vì Sư Minh Tuệ đang đi đúng đường, nên thầy sư còn đang học tu, nên sư chưa dám nhận tiền của Đà Na Thí Chủ nó nằm chỗ này. Vì tiền của các con nó rất là to lớn. Khi sư đắc đạo thành Phật rồi thì người tu phải xả thân về đạo, thì sư mới dám nhận tiền. Khi đó sư mới dám nhận để ban phước lại cho các con. Đây là lời chân thật. Còn đây á, chứ thầy ở đây không dám giải về cho những người nào tu sao sai sao kể người ta. Ta tu tham kể người ta, mà người ta tu thành Phật cũng kể người ta. Vì người ta tu người ta chứng, người ta ăn người ta no, chứ không phải con ăn đâu con sợ. Mà khi con giờ con chỉ trích người sai, đó là con đã sai trước người ta rồi. Vì con còn sai nên con mới thấy người ta sai. Khi con buông xả, con các con đắc đạo thành Phật rồi, tụi con thấy rõ rồi, tụi con không dám nói, không dám gì hết. Nên người tu đuôi điếc câm ngọng nó nằm chỗ này. Mà thầy nhận lệnh nó đi của Đức Bổn Sư với Ngọc Hoàng Thượng Đế để giải thông đạo pháp, thì thầy phải nói để giải chân pháp của Đức Bổn Sư để cho tất cả các Phật tử thiện nam tín nữ để nghe, để hiểu, để biết được chân pháp để tu. Chứ thầy ở đây thầy không dám chỉ trích gì ai hết. Mong rằng các Phật tử thiện nam tín nữ để thấy, để hiểu rõ, biết được. Hỏi bây giờ rút lại, hỏi Sư Minh Tuệ đi đúng không? Thầy nói đang đi đúng đường chánh pháp của Đức Bổn Sư. Hỏi Sư Minh Tuệ đắc đạo chưa? Thầy nói chưa đắc đạo. Vì còn đang đi tu thì làm sao đắc đạo? Còn tu còn khổ, mà hết tu hết khổ các con. Chỉ hết tu rồi là gì? Chỉ biết phục vụ cho chúng sanh xả thân thì đâu còn khổ nữa. Vì con đã thấy rõ hết rồi thì con đâu còn khổ. Con đã buông xả hết rồi thì còn gì nữa đâu. Cái tên thầy cũng không còn. Tất cả mọi việc nó đều không đến với thầy hết, thì còn gì đâu vướng bận. Đây là bài pháp. Nên á, con hỏi Sư Minh Tuệ đi đúng. Dạ thầy nói đúng nha. Hỏi thành Phật chưa? Thầy nói chưa. Sư còn đang đi tìm cái Đại Thừa để tu. Mong rằng các con quay về chân tâm bổn trạng để tu. Đó là bài pháp của Sư Minh Tuệ. Rồi tất cả các Phật tử thiện nam, tất cả các con Thanh Hương Đồng Tháp này, tất cả các con có quay nhiều thầy, muốn hỏi về chân pháp như thế nào cứ hỏi, thầy sẽ giải hết. Thầy sẽ giải luôn cả những chân lý của hồi nãy giờ cũng lắng nghe lời thuyết pháp của thầy đối với tất cả các anh em có mặt ở đây, cũng như các bà con ở trên cộng đồng mạng nói chung. Thì có một cái trường hợp mà tụi con muốn hỏi về thầy, như về Sư Thích Minh Tuệ là cái chủ đề chính của tụi con. Tại vì hiện nay tất cả người dân trên cả nước nói chung
và tất cả bà con kiều bào nước ngoài cũng như các người ở nước ngoài xem được cái kênh tụi con á, cũng có rất nhiều bình luận, rất nhiều comment. Và bên cạnh đó thì người ta hỏi á, nhà sư Minh Tệ đó, có nghĩa là đi như thế nhưng mà ngài ít có tắm lắm, nhưng mà vì sao mà khi ngài ngồi tịnh ở dưới một gốc cây hoặc là bờ tường hoặc là ở một cái nghĩa địa thì lại là chim chóc và bướm bay xung quanh thầy? Đó là một cái điều mà tụi con muốn hỏi thầy. Ví dụ như cái người mà ít có tắm như tụi con nè, thì trong vòng 3 ngày thôi thì kể như là đi tới đâu là người ta nó có mùi, mang khẩu trang tới đó luôn. Nhưng mà sư Minh Tệ thì là một tuần lễ nó tắm một lần. Nhưng mà lý do cái mà tụi con khó hiểu là không biết sao mà bướm bay và chim chóc bay xuống thầy rất là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đây thầy giải cho các con nghe. Khi một người chân tâm tu, hồi trước kia thầy mới tu cái trượt có trong thân của các con nó rất là nhiều, bởi vì tụi con từ nhỏ tới lớn cái trượt nó đang vô. Khi lúc đó thầy tu, thầy nằm A Di Đà Phật cái nó xả ra các con nó đen hết trơn luôn. A Di Đà Phật nó đen hết trơn bởi vì cái trượt trong thân của tụi con nó còn tham sân si nhỏ, lớn giờ là mưu cầu nè. Thầy hồi còn nhỏ thầy tu với con lừa đảo lường gạt để đem tiền về để chi nó vợ nuôi con, nên cái chuột nó đến nó vô cùng luôn. Khi con tu rồi, khi con thấy được Phật pháp rồi đó, con nằm với con nó xả cái chuột ra, nó đen hết cái gối của thầy, nó đen mà nó thâm luôn. A Di Đà Phật, đó là về cái hữu hình. Khi thầy tu với con nghe thì xả, thì bắt đầu khi thấy được chân pháp thầy niệm nhờ câu A Di Đà Phật, thầy tu bên mật chú với con ha. Nên thầy trì chú để bi ngày đêm, mà từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng không có giờ nghỉ luôn. Thầy chết rồi năm 60 tuổi, thầy nói để cho các con nghe, thầy chết năm 60 tuổi, thầy thấy rõ luôn, thầy chết, thầy trả thân xác đâu đó đàng hoàng hết. Thân của thầy đây bông sen quá xanh. Thầy ở đây là đệ tử của Đức Như Lai, là chiếc thân của thầy là Phật Di Lặc ở đây để chi giải chân pháp mới thấy rõ hết. Thầy chết rồi, thầy bỏ thân xác rồi các con nghe. Nên cái lúc bắt thầy tu các con nghe, thân của thầy chỗ đen nằm in bóng luôn. A Di Đà Phật xả cái chuột nó ra. Trong vô vi thầy á, thầy khi thầy thấy con em dòi á, trong thân của thầy A Di Đà Phật muốn coi con nào con nấy nó nu nâng nó nằm nè, nó uống trong là đó dòi là gì, tưởng chừng cho nó sai đó, nó búng ra con nào con nấy nó mập gì, con nó trắng, nó không còn con nào hết trơn. Sự thật 100%, không có nói xê chỗ nào. Ở đây bắt đầu thầy giải về cái thân của thầy, xong thầy sẽ giải về sư Minh Tệ cho con nghe. Khi một người tu khi hành pháp hành đạo đi đó là thân đã buông xả, nên cái sai không còn. Khi cái mùa cái sai không còn nữa, khi đó là tự cái thân của người ta cái con không còn dơ nữa, nên cái mồ hôi nó không còn hôi như tất cả các con. Vì các con còn chuột thì nó phải còn hôi, A Di Đà Phật. Nhưng mà người tu đắc đạo hoặc là đang tu như vậy, nói lợi gần thấy thơm tụi con ở đây, thầy không có chấp ngã, thầy không, thầy thấy sao thầy nói. Con ví dụ con thích cái mồ hôi đó, cái mùi, ví dụ giờ con hưởng cái cây quế, con người con thích đó, thì đó là cái mùi thơm. Cái người ta thích không chịu, người ta chê đó là mùi hôi. Thường thường mấy cây ngò gai, cây ngò đồ cũng vậy, người ta ăn được, ngò rí cũng vậy đó, người ăn được thì nói là thơm, người ăn không được nói là hôi. Nên ở đây người nào thấy sao đó là quyền của người ta. Tụi con khi nào tụi con thấy được tận mắt, tận chứng kiến thì tụi con mới thấy người tin. Bởi vì tất cả khi một người tu đó, nó có cái hào quang. Mà cái hào quang đó là gì? Do cái chân tâm, do cái tâm của các con tu. Nên cái những cái loại vật đó khi người ta ngồi đó hợp với cái mùi của những con kia quay lại thì con kia nó bu. Chứ không phải rằng ở đây nói cõi, ở cõi ta bà này mọi người đều giống như nhau. Tụi con, tất cả tụi con đều có cái hào quang hết. Khi tụi con có được cái hào quang, nhưng mà hào quang của tụi con không tu nó là màu dở, màu xanh. Đó là gọi là cái từ trường, cái từ trường của người sống. Nên á, cái từ trường của tụi con khi không tu nó màu xanh vợt vợt. Mà khi con tu rồi á, cái hạnh con tu á, nó mới biến thành từ cái màu xanh đó nó lên một lớp nữa. Màu xanh là màu xanh hiện tại của các con đều có hết. Khi tụi con tu nữa nó mới lên thêm một cái màu nữa, thì nó trầm lên cái màu đó, nó trầm lên. Nên khi một người tu chánh đẳng chánh giác đó, người tu mà đúng đường đó, nên về tiên cõi nào, về thánh cõi nào, về Phật cõi nào là do công năng của các con hết. Khi cái màu xanh của tụi con hiện tại đây này, tụi con đâu có thấy được.
nhưng mà thầy nhìn thầy thấy rõ hết. A Di Đà Phật, thầy nói thật, khi cái màu xanh đó đó, khi con tu nữa đó, cái màu công đức của tụi con đó, nó trồng lên từ lớp từ lớp từ lớp như nó như thế này, nên á khi á, con thành tiên thì khi con bỏ thân xác rồi, cái hào quang là cái công năng tu tập của tụi con nó sẽ biến về tầng tiên, con về tiên thì nó về bên hiện về tiên, mà khi con tu về giác ngộ là do cái hào quang của tụi con này nó phát lên là con nó về cõi nào, con thành thánh thành tiên thành Bồ Tát thành La Hán gì là do công năng tu tập, con không giấu được chỗ nào hết, đây là do công năng tu tập con nó hiện rõ hết trơn, nên cứ trồng cái chất nó lên như thế này, nên ông Phật cái hào quang nó như thế nào vị đó thành chứng bạch đẳng chứng giác làm sao, không có giấu được, không có qua khỏi cái càn khôn, tự động cái tâm của con phát hiện ra hết trơn. Hào quang của con thành ma, khi con làm sai thì cái từ trường của con nó màu xanh, nó sẽ nhợt, nó thành đen, nó biến thành đen. Nên ở đây con trại trời không khỏi nắng, lưới thưa lưới trời khi thưa khó lọt, cái nằm chỗ này nè, cái tâm của tụi con hiện lên hết tất cả các con, không có giấu được, con làm thiện bao nhiêu thì công đức của tụi con hưởng được bấy nhiêu. Nên ở đây hỏi rằng tùy theo mọi người, ví dụ như bây giờ ông sư đó đó, tụi con thích cái mồ hôi của ổng thì tụi con nói là thơm, mà người khác không thích thì nói là hôi, các con vật nó đều giống như nhau hết các con, các con nhé. Nên hỏi người tu đây, ta buông xả rồi, tụi con ở đây mới nghe những người nói, bởi vì chúng sanh thì ham cái linh ứng, cái thao, cái dệt thêm để cái tốt đẹp để nói lên, muốn đưa lên cho một cái người nào đó tụi con phải là dùng hết cái con. Nên khi thương chúng sanh thì nói là khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét cái bộ hòn nó cũng méo ở đây. Vì tụi con á, thầy mong rằng các con phải quay về chân tâm bổn trạng. Còn thân xác này, ông Minh Tuệ là sư Minh Tuệ đang đi tu là quyền của ổng, các con cũng giống như thân như ổng, cũng ăn cũng uống giống như ổng thôi. Hạnh Đầu Đà ổng đang tu, mà các con đang tu thực tế ở đây tụi con không thấy nè, bởi vì tụi con không thấy được dạng pháp thì làm sao tụi con biết tu. Tụi con quay thể ở đây, tụi con đưa lên chân pháp là tụi con đang tu, tụi con phát pháp lên cho mọi người tu là đó là tụi con là hộ pháp, đưa lên cho tất cả các pháp là tụi con đang tu nè, sự thật tụi con đang tu nè. Ông kia ông đi theo hạnh Đầu Đà khác, cái hạnh đó là hạnh của người ta, tụi con ở đây là chân tâm, ở đây tụi con quay đây bằng chân tâm muốn cho tất cả mọi người tu, nó nằm chỗ này, bởi vì dạng pháp quy tâm 84.000 pháp môn tu, chứ không phải chỉ có pháp môn đó không, mà tụi con mới thấy có một vị đó thôi, mà tụi con chưa biết rằng có vị những ẩn tu ở trong núi, người ta giác ngộ, người ta thành Phật, người ta là rõ hết, nhưng mà tụi con chưa có duyên để quay lại cho cái người đó để đưa lên cho cộng đồng thấy. Nếu tụi con gặp hữu duyên với cái vị đó đắc đạo trong hang động rồi thì vị đó sẽ thấy được chân pháp chân lý như thế này để hỏi. Ở đây thì chị quay lại câu hỏi của Thanh Phương, hỏi giờ thấy có chim mua có qua bướm đồ bay ở đây, thầy nói về giải về cái đại thừa cái chung, con vật hoặc có gì đó nó cũng có cái tánh linh, khi nó đến như vậy nói đất lành chim đậu, nếu vị đó đi đang đi tu con đường chánh đẳng chánh giác, đi tu đúng đường của đức bổn sư để lại, thì các con vật nó đều có linh thiêng, nhiều khi nó bay lại nó giếng chào, cái đó thầy nói về chân lý chứ thầy không thấy thầy không dám nói, vì câu hỏi của con thì thầy phải giải đúng không ha. Còn bây giờ người ta nói mùi thơm đó là người ta thích mùi thơm, hoặc người ta thiêu dệt để chi, để cho lên, để cho đưa lên này kia, đó là tội giọng ngữ của cái người thấy. Thầy ở đây thầy chỉ giải thôi, thầy giải để cho con thấy, con nói tu là gì, tu là ăn thật nói thật làm thật mọi việc đều thật. Tụi con nói thêm là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Bất tăng là trong Bát Nhã Tâm Kinh nó đều có hết, tăng là gì, con đang nói thêm dệt thêm cho nó tốt đẹp, giảm là gì, chuyện có con nói không, đó là cái giảm nói bằng chân tâm. Nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ở đây là thầy chỉ giải câu hỏi của con. Còn vấn đề con cứ nghe, con cứ thấy, đó là quyền của con nghe hỏi hay là con có đi đến. Dạ thưa thầy, thầy con cũng xin phép được thưa với thầy, những gì con hỏi là tai nghe mắt thấy. Tại vì những cái hình ảnh mà bà con người ta đăng tải trên mạng xã hội, người ta quay là lúc đó là thầy đang ngồi ở một bức tường, thì nguyên một cái đàn bướm bay đến, và thầy đang ngồi ở một cái gốc cây thì chim ở trên bay xuống. Thêm một cái nữa là nó có điều rất là kỳ lạ, khi ngài đi qua
một cái ngôi làng đó có một đàn trâu, trâu là trâu bầy đó, thì tự nhiên đàn trâu đó vừa thấy thầy thì đó là nó đi ngổn ngang mà, nhưng mà khi mà thấy thầy rồi là tự động nó đi vô một hàng luôn, nó nhường đường cho thầy đi. Đó là một cái mà mình thấy cái hiện tượng rất là lạ. Chính vì thế mà thầy ở đây có một vị chân tu cũng ẩn tu, nên chính vì thế mà con muốn hỏi thầy đây là một cái căn duyên hay là một cái hữu hình như thế nào? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây thầy sẽ giải cho các con thấy rõ cái hữu hình và cái vô hình. Dạ. Cái vô hình là tụi con không bao giờ tụi con nhìn thấy, mà khi tụi con giác ngộ và tụi con được mắt trí huệ, tụi con được thấy được cái Bổn Sư Thích Ca trao cho con được cái mắt trí huệ là do tự động năng con tu tập, khi thì con mới mở được cái Phật nhãn. Mới bắt đầu con mở được thần nhãn, thiên nhãn và Phật nhãn. Khi tụi con tu được chánh quả, chánh đẳng, chánh giác thì con sẽ mở được. Thường thường người ta nói cái giác quan thứ 6 là khi ẩn khi hiện của tụi con là do kiếp trước tiền kiếp của tụi con. Mắt trí huệ là gì? Mắt Phật. Mắt trí huệ đây không hiện lên tụi con thấy được, mà mắt trí huệ đó con giờ con thấy đều biết hết. Khi soi nhìn kỹ thấy con có căn có kiếp gì, khi một người giác ngộ thành Phật rồi. Nên ở đây khi thầy quay về Phật tử với thầy có bùa nữa A Di Đà Phật, mà thầy bằng dùng mắt trí huệ chứ thầy đã tu rồi, thầy buông xả con nha. Ở đây thầy sẽ giải cho con thấy. Nên thầy nói khi thầy mới tu thầy thấy được long lân quy phụng về hiện lên bốn con rồi chào thầy A Di Đà Phật, cô cũng thấy luôn, thấy được rõ hết. Thì ở đây tất cả muôn loài những con vật nó đều có chánh linh. Tức coi nha, khi một người tu chánh đẳng chánh giác, tụi con đi tu đi đúng đường thì tụi con có phát được cái hào quang A Di Đà Phật. Khi một người chân tu tụi con có long thần hộ pháp theo độ hết, đi độ cái chi long thần hộ pháp này theo đó độ các con là gì? Người ta đang tu, người ta vô hình, người ta độ các con để chi cho thân tâm con được đi đứng được, đừng bị trục trặc, bị đựng xe cộ hoặc bị gì đó. Đó nằm chỗ này nè. Nên long thần hộ pháp, thường thường long thần hộ pháp đó gì, người ta không có cái thân tướng này nên người ta không tu, nó nằm chỗ này. Mà bây giờ người ta độ cho một người tu, đó là người ta đang tu trong vô hình, trong vô vi, nhớ coi ha. Nên cái khi đàn trâu, khi một người tu chân chính rồi đó, nó có cái huệ lực nó ngộ lắm. Ai với Đạo Phật, tụi con nó ráng tu đi, tụi con sẽ thấy nó có một cái huệ lực nó vô cùng, nó to lớn. Nên nó những con vật thì nó là gì, nó có được một cái tính linh thiêng tất cả mọi người. Nên khi thấy gặp người tới đi sắp hoàng, đó là do tánh linh thiêng của cái thú vật. Nên một người tu chân chính tụi con thấy đi, tụi con giờ tụi con thấy thường con biết rõ lắm, nó ngộ lắm con ha. Nên ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, thầy cũng mừng dùng cho một vị chân tu. Mà thầy nói lại lần nữa, hỏi ông đang tu thành Phật chưa, thì ông chưa có thành Phật. Bởi vì người ta đang tìm chân pháp để người ta tu thành Phật rồi, hết tu hết khổ, chừng nào ông đầy hết ông không còn đi nữa. Thầy bảo đảm 100%, bởi vì người ta đã đầy thùng rồi thì người ta không còn đi. Bây giờ ông còn đang đi là ông đi tìm chân pháp chân lý, đầy rồi không còn tu. A Di Đà Phật, không tu là tất nhiên là không phải là không tu là bỏ tu, nên định nghĩa kỹ. Không tu là nó không còn gì nữa, thân mình biết để phục vụ cho chúng sanh, phục vụ cho Phật pháp, nó nằm chỗ này. Các con ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là câu hỏi của con, giải cặn kẽ lại cho con thấy. Khi một người tu chân chính có lâm thần hộ pháp theo hộ, các con ha. Mà nếu con tu không đúng tu về hữu hình thì con hưởng được cái phước hữu hình. Nên con thấy mấy thầy mấy chế độ này kia, hiện tại bây giờ có người ta đi xe chùa to Phật bự, A Di Đà Phật, đó là tu theo cái hữu hình. A Di Đà Phật. Nên người ta có tu cái hữu hình, người ta phải hưởng được cái phước hữu hình. Nhưng mà hỏi linh hồn người ta đắc đạo giác ngộ thành Phật hay không, thì thầy nói không bao giờ giác ngộ thành Phật. Bởi vì tu phải buông xả, tu không còn chức phận, không còn chức tước gì nữa mới là một vị chân tu. Thế coi nha, A Di Đà Phật. Nên thầy cũng mừng dùm cho một vị đó, khi đi tu mà được có những gì đó được thơm tho, hoặc là được những gì đó là công đức của vị đó tu. Bây giờ thầy giải kỹ lại lần nữa cho các con thấy. Dù bây giờ tụi con có lao theo biết ông đó là ông Phật, tụi con cũng không thành Phật được. Mà đây là những chân pháp để chi? Để cho tất cả tụi con, tất cả Phật tử dòm thấy được cái chân lý đó, để tụi con hành vô. Thì tụi con ráng tu đi, tụi con cũng đi cũng ngồi cũng có hương thơm. Có người thích thơm thì người ta nói thơm, còn có người chê thì do quyền của người ta. Nên đây thầy nói rõ lại,
mừng giùm cho vậy đó, các mà thầy mừng giùm cho cái người tu đó đi đúng đường. Còn các con thầy cũng mong rằng các con đi đúng đường giùm thầy đi, thì cô con cũng có những gì đó đó nếu con nghe. Nên ở đây thầy nói rằng mùi ngò gai đó con thích là con thơm, mà người không thích người đó chê hôi chê bộ xích, đây nó cũng nằm chỗ này không nè, chân lý nó nằm chỗ này. Nên ai thấy thơm là quyền của người ta, ai thấy hôi là quyền của người ta. Người ta khởi lên tâm người ta nói, mà thầy khuyên rằng các con đừng nên thấy, mà tụi con thấy thân mình thơm hay không thơm do thân tâm của các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây thầy chỉ giải chân lý chứ thầy không dám chỉ trích đấy con nha. Quyền là quyền của tất cả các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mong rằng các Phật tử trong và ngoài nước, thiện nam tín nữ, tất cả các con dòm thấy đó là bài pháp của người ngoài để bức hình, bức tranh để cho mình quay lại về chân tâm đủ trạng. Đừng lao theo phía đông, tụi con lao khen chiếc xe nào đẹp hoặc chiếc xe gì cũng là chiếc xe của người ta, mà tụi con hãy lao cho chiếc xe tâm con đó. Chừng nào con sắm được chiếc xe đó đó mới là chiếc xe của các con. Còn chiếc xe của người ta mình hoan hỷ, mình thương giùm cho người ta đi, mừng giùm cho người ta nên đại từ đại bi nó nằm chỗ này, không chấp ngã buông xả, đó là chân pháp chân lý. Nên thầy giải cho con nghe bát chánh đạo là gì, A Di Đà Phật. Đây thầy giải luôn cho con để cho tất cả các Phật tử nghe để thấy, mà hồi nào tới bây giờ tới sư Minh Tuệ và tất cả các sư tỷ gia lao theo cái hữu hình mà không thấy được cái vô hình. Trong cái chân lý của Đức Bổn Sư A Di Đà Phật, đây là thầy chỉ giải cho con nghe. Ba y một bát là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Mà ở đây tất cả hồi nào giờ chưa có ai thấy giải, nên thì ở đây thầy chỉ giải chân lý để cho tất cả các con Phật tử đi thấy thôi. Ba y một bát là gì? Bát là càn khôn. Bát, cái bình bát đó là gọi là bát chánh đạo. Y là gì? Ba y là gì? Y giáo phụng hành. Ba y là gì? Đại diện cho thân hậu ý A Di Đà Phật. Nên Bổn Sư để lại ba y một bát, đây là cái chân lý nè mà mấy sư đang tìm nè, là đi theo bát chánh đạo. Ba y một bát, còn mấy ông bây giờ sư ở đây không hiểu nên ôm đúng ba y một bát theo 49 ngày của Đức Bổn Sư. Cái chân lý nó nằm chỗ này nè. Bát chánh đạo là gì? Bát là cái càn khôn. Y là y giáo phụng hành. Người tu phải y giáo theo của Đức Bổn Sư Thích Ca, nằm trong cái càn khôn này nè. Lời của Đức Bổn Sư để lại nè, ba y một bát, bát là bát chánh đạo chứ không phải cái bình bát đó đâu. Thầy thấy sao thầy nói vậy? Còn tin không tin là quyền của tất cả các con. Nhưng thầy thấy đi tìm chân lý là gì? Chân lý nó nằm chỗ này. Bát là bát chánh đạo. Y là gì? Y là y giáo phụng hành. Ba y đây là gì? Nhớ Bổn Sư để lại trong cái càn khôn này nè, để lại trong cuốn kinh nè. Thân khẩu ý đó là nằm trong bát chánh đạo. Thì bây giờ tất cả trong cõi ta bà này nữa, A Di Đà Phật, phải nằm trong cái càn khôn luôn. Mà cái càn khôn này là do ai? Do Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra. Phật giáo là gì? Phật giáo là một môn, một môn trong cái là đạo giáo. Đạo giáo là gì? Là đạo giáo là cái đại thừa, là cái đại, tất cả đều là đạo giáo hết. Bị nằm trong càn khôn này tôi con không chạy đường nào khỏi cái đạo giáo. Đạo giáo là một chi nhánh Phật giáo. Đạo giáo là một cái đại, là một cái nằm trong càn khôn, là nó dòm bao chung càn khảm cắn chứng tôn ly không đòi, nó nằm chỗ này. Thì trong đó nó có là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài giáo, là Hindu giáo. Là do tất cả nằm trong càn khôn nên Phật giáo nó nằm trong một, trong bát chánh đạo. A Di Đà Phật, bát đạo giáo nó là đây, nó nằm chỗ này á con ha. Tụi con làm gì làm cũng không qua khỏi cái càn khôn, mà tụi con qua khỏi cái càn khôn này á là tụi con phải tu, phải buông xả. Nên á tụi con nói lưới trời khi thua thưa mà khó lọt, nó nằm chỗ này. Tụi con cứ tu đi, tụi con tu á tụi con mới vượt qua được càn khôn, nó nằm chỗ này nè các con. Bởi vì trong cái càn khôn này, hỏi cái bầu trời là cái chân trời, làm sao tụi con thấy được chân trời? Chân trời là gì? Nếu tụi con thấy được chân tâm, tụi con mới giải được cái chân trời. Mà cái càn khôn này là nó bao trùm hết trơn.
nên nói lý trời khi thưa có lọt tụi con có làm có tội nhân quả gì thì con dướng nằm chỗ đó cho nên tụi con không có qua khỏi được. Tụi con muốn qua khỏi được là tụi con phải đại từ bi, tụi con buông xả, tụi con mới qua khỏi được. Mà nếu tụi con vượt được càng khôn tụi con thành Phật, thành về Tây Phương, tụi con thành nằm trong 36 tầng trời là do thân tâm của các con hết. Hỏi học pháp thấy pháp được hồi đó tới giờ tất cả các Phật tử các con này đi quay có nhiều thầy cứ hỏi được chân pháp thì bây giờ tụi con tận dụng lợi chân pháp, tụi con cứ thấy được pháp vậy, tụi con cứ hỏi hiểu được cái gì tụi con hỏi thầy sẽ giải hết. Vì pháp đây nó không có thời gian ấy, các con nó không có gì, pháp nó càng ngày nó càng biến. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà pháp thầy giải đây á cho các con á là không bao giờ hết. Bởi vì càng không nó quay làm sao hết pháp được các con. Mỗi một ngày, mỗi một khắc giờ là pháp đến. Mà nên ở đây thầy giải kỹ chỗ này cho các con thấy để hiểu luôn. Mấy ông thầy với mấy người đang tu thường thường nói nghiệp đến A Di Đà Phật, nghiệp quả. Nên thầy xin thưa rằng để cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ, để cho các con thấy chỗ này, đã người tu nói là đi giải nghiệp là còn gì đâu nghiệp. A Di Đà Phật nói tu là buông xả giải nghiệp làm sao nghiệp. Nhưng mà có những cái trục trặc tới là gì, những bài pháp đến, bởi vì tụi con đi tụi con mới đến thì tự thân tâm người nào pháp đến thì tự con giải con mới bước qua được. Con đi học thì con phải lên lớp chứ, tại sao tụi con không dòm thấy nó nghiệp quả, nghiệp nào quả các con. Tại vì thân tâm con đã đi là con đã giải nghiệp, con đã đi vào đường tu là nó đã giải nghiệp rồi. Mà pháp đến pháp nghịch duyên để chi cho tự con giải, để cho con bước lên thêm bước nữa. Bị người tu cứ pháp nó đến hoài hà, A Di Đà Phật, tu cứ pháp đến hoài mà tự thân tâm con buông xả. Khi con thấy biết pháp đến rồi, tự thân tâm con buông xả, đại từ đại bi. Muốn giải được tất cả các pháp thì thân của tụi con phải đại từ đại bi, thì tụi con mới giải được tất cả các pháp các con ha. Nên thầy khuyên rằng tất cả Phật tử thiện nam tín nữ nên thấy được chân lý chỗ này, đại từ đại bi thì quá giải được các pháp. Thì hiện tại bây giờ sư Minh Tuệ cũng đang đi tìm cái chữ chỗ đại từ đại bi, đi tìm một trong những cái đại từ đại bi để người ta thành Phật. Mà thầy giải ở đây là thầy giải trong 49 ngày cái đại từ đại bi, thầy giải chân pháp chân lý. Mà cái chân lý này, cái chân pháp này là nó mật, thì nó mật thì làm sao tụi con thấy được. Nên tụi con á, tụi con khi á, bất cứ tụi con làm việc gì tụi con cũng nói tụi con tu gì thầy đó, là tụi con tu đó. Mà cũng đồng thời câu nói đó là không tu, mà cũng câu nói đó mà con tu. A Di Đà Phật nó đơn sơ nó vậy thôi nha con nghe. Nên á, thầy khuyên rằng câu nói có đức, câu nói vô đức. Nó không có đức ở đây á, ví dụ giờ con khen ông sư Minh Tuệ thì con khen, mà con khen như vậy đó người ta cũng thành Phật chứ con cũng chẳng có gì, đúng không? Mà con chê người ta, con nói người ta tu sai tu đúng, đó là tại vì tâm con còn sai, con còn khởi nên con mới thấy người ta sai sai đúng. Thôi thì người tu, người điếc cầm ngọng nó nằm chỗ này, từ bi ấy sẽ biết gì đó, đang đi tu vậy mình thương người ta, tỏ lòng mình thương người ta, đó là cái hạnh của con đến đó, có phước tụi con đó. Tại sao tụi con không làm mà tụi con cứ chê trách người ta? Tụi con thấy người ta sai, thấy ông thầy nào đó nói ông thầy này, cái bắt đầu tụi con hùa theo phố đông, tụi con tấn công người ta, tụi con tạo cái nghiệp lực. Người ta sai là quyền của người ta, mà con nói người ta sai vì con còn sai thì con chịu cái hậu quả trước rồi đó. Người ta sai là người ta sai với bản thân, người ta sai với Phật Pháp. Con nói người ta sai vậy chứ con có được gì đâu, con chỉ coi. Mà tại sao mà con, tất cả tụi con không hiểu cái chân lý đó. Đừng nhìn thấy người ta sai. Nếu thấy người ta sai như vậy con nên thương người ta. Vì người ta sai như vậy người ta còn chửi rủa ông này ông kia, thì người ta đi xuống luân hồi, người ta làm súc sanh. Tại sao tụi con không thương người ta mà tụi con lại hùa nhau số đông? Đại từ đại bi nó nằm chỗ này nè con, ông Phật cũng nằm chỗ này nè. Thương người ta, thấy người ta sai đó, mình thương người ta là chi? Thấy người ta sai người ta đi đọc thai luân hồi, tụi con còn chửi bới người ta, tụi con còn chỉ trích. Đó là cái dở của tất cả các Phật tử thiện nam tín nữ. Nên ở đây thầy nói lại, tu thực tế, tu dùm thầy cái, tu tại chỗ, tu đối đãi, tu trong 49 ngày của Đức Bổn Sư. Khi người ta chửi con,
là người ta cho con cái pháp nhẫn, là con nhẫn nè, A Di Đà Phật. Người ta không giữ với con cho người ta cái pháp nhẫn là con từ bi, mới từ bi thôi. Mà con thương ngược lại người ta là vì thấy người ta chửi con, người ta giết con là người ta đi đầu thai xuống luân hồi, người ta làm súc sanh, người ta làm đầu thai lại. Thì cái lòng đại từ bi của con thương người ta là thương người ta đi đầu thai làm súc sanh ngạ quỷ. Đây là cái pháp mạch, cái pháp đại từ bi mà sư Minh Tuệ đang đi. Mà tất cả những trong cái cõi ta bà này, tất cả những các con đều đang tu đi tìm chỗ này. Ông Phật ông tu chỗ này nè, ông Phật ông tu chỗ đại từ đại bi này nè. Biết người ta chữ mà giờ thấy thương người ta, chỉ thương vào tâm thôi, cũng không dám nói ra. Bởi vì nói ra cái hiện tại bây giờ thầy là nhận lệnh, thầy để giải thông đạo pháp mà thầy không nói là thầy sai. Mà khi nói ra đó, thầy không nói là thầy sai mà thầy nói ra, mong rằng cho tất cả Phật tử để tu ở đây nè, nằm chỗ này nè. Nên thầy ở đây, thầy nói là thầy giải thông đạo pháp chứ thầy không dám nói. Giải cho tất cả các con, còn các con tu sao là quyền của các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là bài pháp mà thầy đã giải rồi, tụi con dạ. Muốn cái gì tận dụng hỏi thêm thầy. Dạ thưa thầy, thì nói chung là hồi nãy giờ tụi con nghe thầy nói về pháp, thầy giải thích cho tụi con cũng rất là thâm hiểu. Và tụi con cũng xin thưa với thầy, tụi con cũng không có nghiêng về một bên nào. Ở cái con đường tu của các sư và cái con đường tu hạnh của sư Minh Tuệ. Tại vì sao mà tụi con kêu bằng sư Minh Tuệ? Đúng là ngài không có dùng cái từ đó. Ngài dùng với tất cả những Phật tử là sư bằng con, chứ chưa sư bằng thầy. Tại vì ngài nói là thầy đang tu tập. Bên cạnh đó thì trong những ngày qua thầy đi là tự bà con giác ngộ và đi theo thầy. Chứ thầy không có, kêu gọi ai mà cũng không có khuyến khích ai đi theo. Thầy kêu ta về hết, kêu bà con về hết đi. Thầy không cần ai đi theo và cũng không cần một pháp, thầy từng ngày tự tu tự kiếm ăn, là không, cũng không có cần mà bà con phải lo như vậy. Thì bên cạnh đó là những lời mà hiện nay ở trên mạng rất là nhiều, có một số người thì cũng chỉ trích thầy, nhưng mà thầy đâu có trả lời, tại vì thầy không xài điện thoại, không có mà cập nhật internet, thì làm sao mà thầy biết ai nói gì thầy mà thầy trả lời. Thì ngài chỉ đi một con đường thẳng thôi, là cái con đường của ngài đi là đi tìm chánh giác. Chính vì thế mà tụi con đã muốn hỏi thầy để nói lên về cái con đường tu hạnh của sư Minh Tuệ, cũng không có muốn chỉ trích về một ai. Đó là cái con đường của tụi con, là muốn đi tìm những vị tu ẩn là có hạnh tu để tìm cái hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ, đi cái con đường chánh giác đó. Như vậy đó là những câu hỏi của con vừa hỏi sư vừa qua là để hiểu thêm về đạo lý Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thầy sẽ giải để cho Phật tử thiện nam tín nữ để thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì người tu đó các con, khi người ta tu chân chánh, người ta thấy được cái chân pháp, thì vì tụi con cứ lao theo, tụi con cứ chạy theo sư. Sư nói rất đúng, sư kêu không bắt buộc tụi con phải chạy theo sư, mà tụi con cứ về để lo phụng sự cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng ở dưới Đà Phật. Tụi con ví dụ giờ thì dẫn chứng liền cho con thấy. Bây giờ ví dụ con có vợ ba con, bây giờ tụi con thấy sư vậy, tụi con mến mộ sư, tụi con chạy theo. Mà tụi con bỏ ba đứa con của tụi con ở nhà, có mình vợ con chăm con ở nhà nè. Rồi lỡ ví dụ con của tụi con nhỏ nè, rồi đi bị tai nạn, hoặc là té sông, hoặc là dốc té mà phải đổ máu, hoặc là hay là đánh lộn, đánh lạo gì để thân tàn này kia. Rồi có những người phải đi, mấy các con đó phải đi vô làm những chuyện sai với xã hội. Nên cái đó có đúng hay không? Nên sư thấy được, nên khuyên các con về mà lo. Bởi vì sư tu theo cái hạnh đầu đà thì sư phải đi hành đạo như vậy, chân lý. Còn tụi con chưa đủ duyên để đi theo cái hạnh đó thì tụi con chạy theo như vậy. Tụi con mến mộ nhất thời mà tụi con không thấy được, nên tụi con chạy theo. Thì sư thấy được những chân lý đó, nên nói kêu các con về đi, đừng có chạy theo tu. Nên ở đây trong 84 dạng pháp môn tu thì sư đang tu hành đầu đà, làm sao tụi con chạy theo để đi giống được như vậy? Không có người nào giống với người nào, chân pháp người nào giống người nào hết trơn các con. Nên mới
mới dạng Phật, mới là dạng hộ pháp, mới là dạng chư Bồ Tát ở đây. Thì ở đây á, sư nói rất là đúng, kêu tất cả các con nên về, nên lo về đi, đừng có chạy theo. Vì tụi con chạy theo nhất thời mà tụi con không tu được, vì tụi con không thể nào đi theo cái hạnh Đầu Đà này được. Bởi vì tụi con đi lưng chừng, tụi con đi bỏ cho ở nhà mấy đứa con ở nhà nè, bỏ cha mẹ già này, thì họ có đúng chân pháp hay không? Dạ thưa không đúng. Nên sư thấy vậy nên kêu mấy con quay về đi, đừng chạy theo. Vì muốn đi tu thì trước nhất phải làm tròn trách nhiệm của mình trước, lo cho con trước. Thì đó nó còn lo cho con nó còn lo cho vợ con đó, con cũng là tu. Bởi vì người tu là gì? Phục vụ cho chúng sanh, là cúng dường cho Phật Pháp. Mà sư đang đi tìm một mình đường đi của sư. Bởi vì đi tu đó con, khi chánh đẳng chánh giác chỉ có một mình, không có dẫn dắt, không có cõng ai được hết. Mà chính con tu tự chứng tự đắc. Sư thấy rõ sư đang đi đường của sư, mà các con nó chạy theo như vậy. Mà các con trong khi đó các con chưa làm tròn trách nhiệm. Con đi như vậy đó, con đi 5-3 ngày, một ngày tụi con lao động đây để làm nuôi con nuôi vợ nè. Tụi con nó để lại 5-3 ngày, tụi con cứ chạy lao theo, tụi con cứ thấy vậy rồi bỏ con đói rồi được chứ, rồi cái từ bi của con chỗ nào? Ở đây nó nằm chỗ này. Đó là thầy giải về một trong dạng pháp, là cái pháp thực tế có hữu hiệu thôi, chứ thầy chưa nói về cái sâu. Còn cái sâu trong đó nó biến chuyển nó còn rất là nhiều. Bởi vì đó là thầy giải về thực tế có một thôi. Còn ở đây có khi con đi vậy đó, vợ con bệnh hoạn ở nhà, rồi là ở nhà các con của con nhỏ nữa, rồi khi tiểu tiện đồ dơ dáy, tụi con có tắm rửa tụi con bỏ ở đâu, tụi con đi tìm cái từ bi bên ngoài mà cái từ bi trong tụi con không tìm nè. Đây nè, nó nằm chỗ này nè. Rồi mẹ già ở nhà, cha mẹ già là tụi con chạy theo số người, phải có một hai người chứ làm sao. Nên thầy đây thầy chỉ giải cái chung, chứ thầy không có chỉ trích mà thầy cũng không nói gì hết. Có mẹ già ở nhà nè, đi phụng dưỡng cho cha mẹ, cho mẹ mình không chịu làm, mà tại sao phải chạy theo đó? Cơm nhân cái nước này nè, mình cũng đang hành pháp hành đạo nè. Đó đó, chạy theo cái bóng bên ngoài mà không quay về chân tâm, nó nằm chỗ này. Nên ở đây là tùy duyên, nếu có nghe nên tùy duyên cho các con. Nên đó, sư mới thấy được cái chân lý đó. Sư nói đừng chạy theo, cứ về đi, đừng đi theo. Mà ai muốn cũng không có đuổi, kêu chỉ khuyên thôi. Bởi vì người ta là người ta, thầy là thầy, sư là sư. Con cứ lao theo cái pháp môn của ông đó mà không mới. Đó là cái công thức của người ta tu để người ta tìm được giác ngộ. Tụi con chạy theo công thức là công thức của người ta. Nên ở đây thầy nói kỹ cho các con thấy luôn. Thật ở đây là pháp thầy đang giải chân thật này. Đây là thầy nói bằng chân tâm chân thật này. Nhưng mà khóa chân lý này là chân lý của Đức Bổn Sư, mà thầy giải đây là thật của thầy. Nhưng mà giả là giả của các con. Bởi vì các con á, thầy nói ở đây các con nghe thôi, chứ không phải các con tự phát ra. Chừng nào các con tự tâm, tụi con phát ra mới là thật của các con. Nhưng mà thầy giải đây là thầy giải về cái chân lý để cho tất cả Phật tử thiện nam để thấy. Mà các con khi nào các con ứng pháp, tụi con hành pháp đó đó, là đó là pháp thật của các con. Nên ở đây nó gọi là dạng pháp quy tâm. Các con hỏi thầy là tất cả các pháp quy tụ về thân tâm thầy. Mà thầy giải chân pháp này ra là thầy trả bài cho Đức Bổn Sư ở trên, chứ thầy không có trả bài cho các con. Bởi vì đây là các con cũng đều là thầy của thầy hết. Bởi vì các con á, ông Phật ông không có nói cái đề ra, mà các con ra đề hỏi thầy đây là, đây là pháp của Phật. Nên thầy giải ở đây để chi? Công năng tu tập của thầy để cho Đức Bổn Sư trên chứng giám cho thầy. Thầy được chứng đắc thầy có cái bằng hay không, nhưng thầy ở đây, thầy giải ở đây á, là thầy giải ra chân pháp chân lý để cho các Phật tử để thấy đây là dạng pháp quy tâm với thầy. Mà tất cả các con là dạng pháp từ tâm sanh khởi. Các con khởi ra thì thầy ở đây thầy nhận vô, thầy giải pháp qua đây là thầy trả bài cho Đức Bổn Sư. Khi một người thuyết pháp, khi thấy thuyết pháp là người đó còn đi học, mà cái người thấy người đang hành pháp là đang trả bài, đang học, học phải hành, là người đó giác ngộ, người đó thành Phật. Thầy đây là thầy giải về cái chung để cho các con. Còn các con thấy là nói ông đó nói pháp là tụi con chưa có tu mới thấy người ta nói, mà khi tụi con bước vào là đệ tử của Phật, là con Phật đó,
là các con thấy ông đó thuyết pháp là tụi con đang học pháp, mà khi tụi con hành pháp là tụi con trả bài. Nên á, ở đây con nên phân biệt rõ đây là thầy chỉ giải chân pháp chân lý. Mong rằng các Phật tử thiện nam tín nữ nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối cùng thì con cũng xin chúc cho thầy được mạnh khỏe trên con đường tu, và cũng chúc cho tất cả cô bác hiện nay đang xem kênh của anh em chúng tôi, đặc biệt là Thanh Phương TV, quý vị nghe những lời giảng pháp của thầy, thì thầy đây là thầy Di Lặc quý vị ha. Thì mong rằng cô bác nếu đồng cảm với thầy thì cho một bình luận chia sẻ, một đăng ký theo dõi của nhóm anh em ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng xin Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thầy có những lời này đến tất cả Phật tử trong và ngoài nước, thì anh em tín nữ, A Di Đà Phật, quý vị nên từ bi. Vì có quý vị mở lòng, mà quý Phật tử mà xem kinh nó có lòng từ bi và đại từ bi, nên giúp đỡ cho những người đang hành đạo, đang hộ pháp, để chuyển những chân pháp này đến cho quý vị, thì quý vị nên mở lòng từ bi. Không có những quý vị mà đang làm YouTube này thì làm gì quý Phật tử thiện nam tín nữ thấy được chân pháp để tu, thì có xá gì từ bi, thì cái gì tất cả đều là từ bi, là tu hết. Thì nên chia sẻ và nhấn để like để cho Phật tử thiện nam tín nữ, để cho những người quay làm tròn trách nhiệm, để cho là cả kênh được phát triển dồi dào lên, để cho Phật tử đông vào để nghe, để kênh được đề xuất để cao lên, để người cho tất cả là những người quay này có tiền đi đứng, để tiền đến Phật pháp, để quay những clip để Phật pháp đến hay đến cho các vị. Mong rằng các Phật tử thiện nam tín nữ nghe lời chân thành của thầy, khi xem một kênh nào cũng nhắn để cho người ta có được động lực, người ta có được kinh phí để người ta đem những clip hay đến cho các con, các Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên từ bi dùm thầy, từ bi và đại từ bi, A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn thầy.